Đây là một con laptop hai màn hình và đây cũng là một trong những con laptop mà mình hóng nhất kể từ lúc mà mình được trải nghiệm nó ở CES và tới bây giờ nó đã về tới Việt Nam. Đây là Asus ZenBook Duo và cái điểm mà mình thích ở con laptop này đó là tuy đây là một cái con laptop mang hơi hướng của một cái máy rất là concept. Tại vì các bạn thấy là đa số con laptop hiện nay chỉ có một màn hình, một cái bàn phím thôi. Con này thì nó có tới hai màn hình lận và nhìn qua thì nó cũng có vẻ rất là tương lai, nhưng trong quá trình mà mình trải nghiệm nó thực tế, mình đem ra đường xài, mình đem ra quán cà phê xài thì mình thấy là cái tương lai đó bây giờ nó đã xuất hiện rồi. Và Asus ZenBook Duo là một cái hình mẫu mà rất nhiều con laptop sau này có thể hướng tới. Và điểm đặc biệt hơn nữa là bây giờ các bạn đã có thể mua nó để xài ngay ở Việt Nam mình, hàng chính hãng luôn. Rồi, bây giờ thì mời các bạn xem video chia sẻ của mình về Asus ZenBook Duo, một con laptop cực kỳ độc đáo mà lại vẫn rất thực dụng ha. Rồi, bắt đầu luôn. Trước tiên mình muốn chia sẻ về cái form factor hai màn hình này. Thì thật ra nhìn bên ngoài vào ha, các bạn vẫn thấy đây là một con laptop mỏng nhẹ. Cái phần đế và cái phần màn hình của nó không khác gì so với lại một con laptop truyền thống với các bạn, kể cả về độ dày, kể cả về mặt thiết kế. Chỉ khác là bây giờ thì Asus họ có làm thêm một cái bàn phím này nè, để mà các bạn có thể kẹp vào giữa và khi mà các bạn đóng nắp lại thì màn hình trên, phần đế coi như là màn hình dưới và cái bàn phím nó sẽ hòa làm một và các bạn mang đi dễ dàng hơn. Thực ra đây cũng không phải là con laptop hai màn hình đầu tiên mà Asus họ làm đâu. Cách đây vài năm, Asus họ đã làm những con laptop hai màn hình rồi. Tuy nhiên lúc đó là các bạn thấy nó có một cái màn hình chính và một cái màn hình phụ nằm ở bên trên một cái bàn phím. Với cái trải nghiệm thực tế mà mình thấy của những con ZenBook Duo trước đây á, màn hình phụ đó quá nhỏ, gần như là các bạn không làm được việc gì hết. Nó chỉ mang tính chất khoe công nghệ và nó không có tác dụng thực tế để mà nó giúp cho các bạn cải thiện được về cái cách làm việc của các bạn. Nếu có thì cũng chỉ là rất ít và trong một vài trường hợp nhất định mà thôi. Đối với lại con ZenBook Duo 2024 này thì lại hoàn toàn khác ha. Cả hai màn hình này đều to như nhau, cả hai đều là màn hình OLED độ phân giải 2.8K, cả hai đều có cùng tần số quét là 120Hz. Nói cách khác, cả hai cái màn hình này đều là màn hình chính hết. Nó mở ra cho mình một cái trải nghiệm, một cái cách sử dụng hoàn toàn mới mà không con laptop nào hiện nay có thể cung cấp được. Và một cái điểm nữa mà mình đánh giá cực kỳ cao ở con laptop này á, nằm ở chính cái sự bình thường của nó. Tuy đó là một con laptop rất lạ nhưng mà nó lại bình thường. Bình thường nghĩa là sao? Bình thường có nghĩa là khi mà các bạn cầm cái máy này lên á, các bạn sẽ thấy là nó rất nhẹ nha. Trọng lượng của cái riêng cái phần laptop không á, là 1.35kg và cộng thêm cái bàn phím 300g nữa, coi như là nguyên một cái cục này chỉ là 1.6kg mà thôi. Cái mức trọng lượng này là chỉ nhỉnh hơn một chút xíu so với lại những con laptop mỏng nhẹ khác. Con này về mặt ngoại hình nó chỉ bị cái là nó hơi dày mà thôi. Cái độ dày của nó có thể là gấp đôi so với lại những cái con ZenBook như là con ZenBook 14 OLED mà mình đang xài. Nhưng mà đổi lại nó vẫn có hai màn hình. Đối với mình á thì nó vẫn nhẹ là ok rồi. Nó dày một chút mà đổi lại có hai màn hình thì vẫn ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái tác dụng của hai màn hình này nó thật sự giúp được cho mình như thế nào ha. Thì như mình có nói với các bạn á, cả hai cái màn hình này đều là màn hình 14 inch OLED 2.8K và cái độ phân giải cũng như là cái chất lượng hiển thị là cực xuất sắc luôn. Chỉ có một cái là nó hơi bị bóng hơn một chút xíu so với lại những cái màn hình LCD thông thường. Mình để ý là cả trên con ZenBook 14 OLED của mình cũng như là ở trên con ZenBook Duo này á, thì cái màn hình nó hơi bóng một chút xíu. Cho nên là nếu mà các bạn ngồi ở những cái nơi mà nó có nguồn sáng hơi mạnh á, thì nhớ để ý là hơi né né qua hoặc là chỉnh cái góc nghiêng. Còn lại thì về chất lượng hiển thị nè, về độ tương phản nè, về cái độ sâu màu, về cái khả năng hiển thị của cái màn hình này là mình đánh giá rất tốt luôn nha. Và các bạn thấy là tại sao cái máy của mình á, mình không có cần đụng tay vào mà nó vẫn nằm được ở cái vị trí như thế này. Đó là bởi vì ở phía sau á, Asus họ tích hợp sẵn một cái chân dựng luôn. Cái chân dựng này khi mà các bạn không xài á, thì các bạn có thể xếp nó vào bên trong máy. Còn khi nào cần dùng á, thì các bạn mở nó ra. Đây là một cái khối kim loại rất là chắc chắn ha, cho nên nè, để mình để lên cho các bạn coi. Và thậm chí các bạn còn có thể điều chỉnh được cái góc nghiêng của nó tùy theo vị trí mà các bạn đang ngồi. Như vậy thì nó tạo cho con ZenBook Duo này một cái vẻ cực kỳ linh hoạt. Và nó không chỉ dừng ở việc mà các bạn để cái tư thế như cái này. Đây là một cái tư thế mà riêng bản thân mình bữa giờ mình xài ha, và mình rất thích luôn. Mình cảm thấy là nó vừa đủ gọn và vừa đủ rộng. Mình để một cái cửa sổ ở trên, một cái cửa sổ ở dưới. Cái hữu ích nhất mà mình xài á, là khi mà mình ngồi code thì cái cửa sổ code hoặc là mình để trên hoặc để dưới, và cái cửa sổ còn lại mình sẽ để cửa sổ trình duyệt. Khi mà mình đổi code thì trình duyệt nó đổi theo. Hay là mình để ở một chỗ là viết SQL và data, bên dưới là chat, thì mình lúc đó mình có thể dễ dàng so sánh với lại thao tác ở trên hai cái bảng đó cùng một lúc. Đây là những điều mà với những con laptop thông thường và nhất là với những con laptop 14 inch không thể làm được, tại vì diện tích của nó quá nhỏ. Chỉ khi nào mà mình lên trên những cái màn hình rời mình mới làm được mà thôi. Cho nên đối với mình cái việc mà con ZenBook Duo nó có hai màn hình nó trở thành một cái giấc mơ về cái việc mà mình có thể làm việc rất năng suất trong khi mình không cần phải vác theo một cái màn hình rời nào hết. Kể cả màn hình rời di động cũng không cần luôn.
Đây cũng là một trong những cái điểm giá trị nhất và cũng là lý do tại sao mình thật sự đang cân nhắc mua con ZenBook Duo này để mà phục vụ cho công việc bình thường của mình, nhất là khi mà mình cần phải ra đường nhiều, cần phải đi gặp khách hàng. Nhưng mà như mình nói ha, đây không chỉ là cái tư thế duy nhất mà các bạn có thể xài con ZenBook Duo. Nếu muốn các bạn có thể lật ngang nó ra và các bạn sử dụng nó như một màn hình thống nhất cũng được. Hay là các bạn muốn xài nó như một cái laptop thông thường thì các bạn gắn cái đế bàn phím vô, các bạn xếp cái chân dựng lại, lúc đó nó chả khác gì một con laptop một màn hình truyền thống hết. Hay là các bạn muốn xài nó như một cái tablet, nó vẫn có thể đáp ứng được luôn. Cái cách sử dụng con ZenBook Duo này nó siêu linh hoạt và tùy vào hoàn cảnh khác nhau mà các bạn có thể dùng. Thậm chí nó còn có đi kèm luôn cả một cái keyboard Asus Pen 2.0 á. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể dùng để viết vẽ này kia. Riêng bản thân mình thì mình không có dùng cảm ứng, mình không có dùng bút, thì chỉ cái bàn phím và con chuột này thôi là đã rất tuyệt vời rồi. Cái điểm mạnh thứ hai của con ZenBook Duo nó nằm ở cái việc mà mình sử dụng cái máy này một cách rất là tự nhiên. Đối với lại những cái laptop concept mà trước đây mình từng được trải nghiệm á, hoặc là kể cả những cái con máy hai màn hình thuộc dòng Duo của Asus trước đây ha, mình cứ xài nó là mình cứ phải lấn cấn một cái gì đấy. Mỗi khi mình xài, một là mình phải làm quen lại với phần mềm rất nhiều, hai là mình phải ngồi mình suy nghĩ coi cái này bây giờ mình xài sao cho nó tiện, cái workflow bình thường của mình nó không có được giống lắm. Trong khi đó với con ZenBook Duo này á thì tất cả những gì mà các bạn làm nó lại siêu quen thuộc luôn. Trước hết á, là cái việc mà Asus họ đính kèm một cái bàn phím Bluetooth như thế này nè là một cái quyết định cực kỳ thông minh. Tại vì nói gì nói, gõ trên bàn phím ảo không bao giờ có thể đọ được so với lại một cái bàn phím vật lý như thế này. Mà bản thân cái bàn phím rời này á, gõ vẫn rất ngon nha. Tuy là nó mỏng như vậy nhưng mà hành trình phím cực kỳ ấn tượng luôn. Và trackpad cũng rất lớn, cho nên khi mà mình xài nó đó thì nó không khác gì so với lại một cái bộ chuột và bàn phím thông thường. Rồi khi mà mình xài cái máy này, bởi vì mình đã quen với lại cái màn hình rời, mình để nhiều cửa sổ hoặc là mình chia đôi cái màn hình ra rồi, cho nên lên cái con máy này á hả, nó cũng y như vậy mà thôi. Chỉ khác là thay vì mình để side by side hai bên thì bây giờ mình để cái trên cái dưới, và cái thao tác đó thì nó lại không mất quá nhiều thời gian. Rồi trong trường hợp mà các bạn muốn di động cao hơn hoặc là cái không gian không cho phép các bạn xài hai màn hình á, chả sao hết. Lúc đó các bạn sẽ gắn cái bàn phím lên như thế này và nó có hít 500 nha các bạn. Và đây trở thành lại một con laptop thông thường với thiết kế một màn hình rất truyền thống, xài y như bình thường. Còn khi mà các bạn đã sẵn sàng để sử dụng hai màn hình để tăng được cái năng suất làm việc của các bạn lên, lúc đó việc duy nhất mà các bạn làm á, gỡ cái bàn phím này ra để rời thì nó sẽ tự động nhận diện ha, các bạn nghe cái tiếng nó tít tít không? Nó tự động switch sang cái chế độ hai màn hình. Và với cái việc mà Windows 11 nó có thể tự động sắp xếp lại những cái cửa sổ á, thì búp, vậy là bây giờ mình đã có một cái máy rất là tuyệt vời để làm việc. Và mình dùng chữ tuyệt vời ở đây là không hề tăng lên cái cường độ gì hết. Nó thật sự là một cái trải nghiệm nó đỉnh như vậy luôn các bạn. Mình đã cầm thực tế con máy này không chỉ xài ở trong nhà mình, mà mình cầm đi ra quán cà phê, mình ngồi làm việc. Tuyệt vời luôn. Mình nghĩ nó là một giấc mơ dành cho những bạn nào thích làm việc di động mà trước đây các bạn phải vác theo một cái màn hình rời. Các bạn phải đem những cái màn hình di động á. Thì bây giờ không cần nữa. Một con ZenBook Duo nó đã giải quyết được tất cả những vấn đề bình thường mà chúng ta hay gặp phải về chuyện productivity khi mà di động ha. Cái điểm mạnh thứ ba ở con máy này á, đó là về mặt cấu hình. Thì với cấu hình của con ZenBook Duo là rất dư giả cho tất cả mọi việc mà con máy này nó nhắm tới. Bên trong nó là chip Intel Core Ultra 9, ngoài ra thì còn có phiên bản Core Ultra 7 nữa, RAM 32GB, SSD 1T. Nói chung đây là một cái cấu hình quá sức dư giả. Việc văn phòng là đương nhiên nó đều cân tốt. Các bạn muốn làm content này kia, ok. Hay thậm chí các bạn muốn làm những cái tác vụ AI chạy local đúng không? Ví dụ như là các bạn có thể chạy LM Studio, rồi các bạn hỏi đáp những cái con chatbot, thậm chí là hỗ trợ luôn tiếng Việt chạy AI local, vẫn ngon lành. Các bạn muốn xài Photoshop để mà các bạn chọn lựa những cái đối tượng, tách chủ thể ra khỏi nền, làm những cái hình thumbnail, làm những cái hình cho khách hàng, nó cũng có thể cân được tốt. Hay là các bạn có muốn edit video nhẹ nhẹ bằng CapCut, con này nó cũng có thể cân được luôn. Với cái cấu hình như thế này á, thì mình thấy là nó rất phù hợp cho những bạn làm những nghề, ví dụ như là marketing online nè, các bạn làm những việc về digital, các bạn làm content, các bạn làm những cái video nhẹ nhẹ, các bạn làm developer. Nếu mà các bạn không có nhu cầu làm app á, các bạn chủ yếu làm frontend backend hay là DevOps á, thì thậm chí con máy này nó lại rất ngon luôn. Bởi giờ mình làm frontend backend trên con máy này mê, siêu mê luôn các bạn. Hay là các bạn có làm những cái việc về chỉnh sửa hình ảnh mà không phải là một cái lượng lớn hình mà cần xuất á, thì ở trên con máy này hoàn toàn có thể cân tốt ha. Chưa hết, nó cũng có đầy đủ tất cả cổng kết nối mà các bạn thường dùng. USB-C kết hợp Thunderbolt có, USB-A có, jack tai nghe có, HDMI có luôn. Chưa hết, camera hồng ngoại để nhận diện gương mặt, unlock Windows Hello, có đầy đủ hết. Đồ chơi của con này là không thiếu gì so với lại bất kỳ một con laptop mỏng nhẹ nào mà các bạn có thể mua được trên thị trường hiện nay nha. Sẵn đây thì mình muốn chia sẻ một chút xíu về phần mềm của cái chế độ hai màn hình, thì nó sẽ có một số điểm khác biệt so với lại những con laptop thông thường. Thứ nhất ha, các bạn có thể sử dụng cái thao tác là 6 ngón tay để mà các bạn vuốt ở cái màn hình bên dưới, nó sẽ tự động bung bàn phím ảo và con chuột ảo lên để các bạn thao tác. Và
Trừ cái chuyện mà gõ ở trên cái bàn phím ảo không sướng á, thì nếu mà các bạn muốn xài kiểu này thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Hay là các bạn có thể dùng 5 ngón tay bung ra để mà bật một cái app thành full screen, hay là chụm lại để chuyển về chế độ desktop. Chưa hết nha, trong trường hợp mà các bạn muốn sắp xếp cửa sổ giữa màn hình 1 và 2 á, thì Asus họ cũng thiết kế sẵn một số thanh công cụ để mà các bạn có thể kéo cái cửa sổ của mình vào trong những cái drop down đó, thì nó sẽ tự động nhảy lên nhảy xuống mà các bạn không có phải kéo thủ công như là cái cách làm mà chúng ta hay xài với màn hình rời. Thì đây cũng là những cái công cụ nhỏ nhỏ để cái việc sử dụng hai màn hình của các bạn trở nên thân thuộc hơn, tiện lợi hơn, và các bạn không cần phải mất thời gian làm quen lại ha. Tất cả những cái giao diện này nó đều xuất hiện rất là trực quan, không có cần phải học lại luôn, thấy vô là hiểu rồi. Drag and drop cửa sổ vô một cái là nó tự động nhảy theo đúng cái vị trí mà các bạn mong muốn. Nãy giờ các bạn đã nghe mình kể rất nhiều về ưu điểm của con ZenBook Duo rồi. Nào là nó tiện, nào là hai màn hình rất xịn, nào là giấc mơ này giấc mơ kia. Vậy thì nhược điểm của ZenBook Duo là gì? Một thứ thôi, đó là thời gian dùng pin. Thật ra khi mà bản thân mình quyết định mua con máy này á, là mình cũng đã phải cân nhắc tới vấn đề này rồi. Tại vì cân hai màn hình thêm một cái bàn phím Bluetooth nữa, chắc chắn không thể nào pin của nó sẽ được như những con laptop mỏng nhẹ, và nhất là những con laptop mỏng nhẹ chạy Intel Core Ultra năm nay. Nhưng mà đó là một cái sự đánh đổi mà mình nghĩ là khá ok. Nhưng nói gì nói thì mình cũng có một số cái đo, và cho phép mình cầm cái điện thoại nha để mình đọc cho nó chính xác. Thứ nhất là khi mà mình làm về lập trình thì lúc đó mình chạy những cái ứng dụng như là Visual Studio Code nè, mình chạy Docker, mình chạy Chrome, và thời gian dùng pin thì lúc đó là trong 5 phút nó giảm tới 2% pin luôn. Lưu ý là khi đó mình đang để max độ sáng cho cả hai màn hình ha, bật tất cả các kết nối. Thì cái mức mà 5 phút giảm 2% là khá là nhiều đó. Nếu mà các bạn thường xuyên làm những cái việc này mà kiểu ở bên ngoài thì các bạn có thể cân nhắc giảm cái độ sáng xuống một chút, thời gian dùng pin nó sẽ tốt hơn. Rồi, khi mình dùng văn phòng nè thì mình mở 3 tab Microsoft Edge là trình duyệt đó, vừa chat, Messenger, Telegram các kiểu. Ngoài ra thì có thao tác và làm data trên trình duyệt thì trong 5 phút nó cũng chỉ giảm 1% pin mà thôi. Tại vì khi mà mình chạy dev thì mấy cái Docker container này nọ thì nó ăn pin nhiều. Và lúc mà mình làm những cái việc không phải về dev thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và thời gian dùng pin nó sẽ lâu hơn. Đối với nhu cầu của mình thì cái mức pin này là vừa đủ dùng. Tại vì chủ yếu nếu mà mình xài nó thì sẽ là dùng khi mà mình đi ra cà phê, khi mà mình cần phải đi gặp khách hàng. Còn bình thường thì cái môi trường làm việc của mình là mình ngồi ở trong văn phòng, mình ngồi ở trong nhà hoặc là studio thì lúc đó cũng khá là yên tâm. Tại vì có sẵn dây để mà cắm vào. Nếu như mà các bạn đặt ưu tiên dùng pin là ưu tiên hàng đầu á, thì thật lòng mình khuyên các bạn là con ZenBook Duo này không phải là cái sản phẩm tốt nhất mà các bạn có thể mua được đâu. Nhưng mà nếu các bạn chấp nhận được thời gian dùng pin ở mức vừa đủ, tạm đủ cho kiểu để mà đi ra ngoài gặp khách hàng này nọ, sau đó thì các bạn sẽ quay trở lại một chỗ mà có gắm sạc á, thì con này vẫn rất ok. Với con ZenBook Duo này á, thì như mình có nói lúc nãy á, bản thân mình thật sự là đang cân nhắc mua một con, chỉ còn vấn đề về tiền thôi chứ không gì hết trơn á. Tại vì lâu lắm rồi mình mới có một con laptop, nó rất khác biệt, nhưng mà cái giá trị sử dụng thực tế mà nó đem lại cho mình vẫn rất là cao. Cách mà mình xài nó vô cùng quen thuộc, mình không phải suy nghĩ nhiều về nó hết, cứ mở ra và dùng nó rất là quen thuộc thôi. Và theo mình đó cũng là những gì tuyệt vời nhất của con ZenBook Duo. Một con laptop rất lạ nhưng mà cách sử dụng lại rất quen thuộc, và nó đem lại được cái giá trị về mặt hiệu năng, nó đem lại được cái giá trị về mặt đa nhiệm của mình nhờ cái thiết kế hai màn hình của nó và cái cách mà các bạn có thể sử dụng linh hoạt theo nhiều kiểu khác nhau. Và đặc biệt ha, nếu mà con ZenBook Duo này mà không có cái bàn phím rời mà Asus họ bán kèm á, thì mình nghĩ là cái giá trị sử dụng của nó sẽ thấp hơn rất nhiều. Cho nên đây là một trong những cái điểm mà Asus họ rất thông minh khi mà đính kèm. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn về con Asus ZenBook Duo. Hy vọng là nếu mà bạn nào đang kiếm một con laptop sáng tạo, làm được nhiều thứ, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn rất nên mua. Giá của nó chắc chắn là không thể nào quá rẻ rồi, nhưng mà nó không quá mắc nha. Tới cái mức mà 100 triệu không có đâu, nó chỉ vào khoảng vài chục triệu. Và với cái tầm giá như vậy á, thì mình nghĩ là Asus ZenBook Duo là một sản phẩm rất tốt, bản thân mình có thể recommend được cho các bạn. Chỉ có mỗi cái nhược điểm của nó là thời gian dùng pin không có được dài như là những con Ultrabook khác, còn lại thì vẫn rất ngon. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.